khôi nhiều quả quá. Đấy, ngày xưa cứ loằn ngoằn như này. Tất nhiên là khi hiện tại thì nó không thiếu chuyên nghiệp, nhưng mà độ 5 năm nữa nó cây này nó to, nó rụt lại, nó kiểu nó quằn quại lại thì nó lại nhìn nó lại hay. Tất nhiên, nhưng mà đây nó không phải là cái cách làm chuyên nghiệp. Nó là một cái cách thương mại nhanh, cách làm hàng chợ. Đấy. Cứ vào dây và uốn loằn ngoằn này. Rất là nhanh thành tay tán và có hình thù cây là bán thôi. Chứ thời gian đâu mà chơi như các nghệ nhân, đúng không? Đấy. Quả tiếp thì yên tâm là nhiều quả rồi. Rồi, tiếp theo là đi đến khu vực nhiều cậy của con trai của bố con ở Tứ Nhận. Hai bố con lại đang đi săn cây ở cuối chợ thì phải, không thèm trông hàng. Sáng ra sớm nó như vậy. Sớm còn đang khảo giá, khảo thị trường, khảo khách hàng, cũng phải có hàng vào và hàng ra để kinh doanh tiếp đấy các bạn, chứ không phải đi chợ chỉ được bán thế này. Gặp hàng hợp lý là lại múc lại đặt sang quầy thôi mà. Rồi để quay từng cây một các bạn nhé. Bên này thì bên trước quay rồi. Cây xanh ngôm đá đã thấm thủy. Đá thấm thủy này thì nó trồng nó dễ chịu hơn cái đá xanh kia, bởi vì là nó hút nước. Đấy, nó hút nước và nó như gần như một đá thể để trồng cây, chứ còn đá xanh không có. Đá xanh thì phải có phùng nước ở đất, không có cái gì mà bán. Của em là cái gì? N2T con trai này. 2T à? Vâng. Này đi cây quá. Chả thấy mấy. Đây là. Đấy. Sam núi đấy. Đấy, các bác cứ đi cả. Có những bác thì ngày nào cũng có mặt ở đây. Để sang khu vực đông vui này cái đã. Cây của bố nhà. Nè, chơi cả xe mò ra. Nè, cứ để bàn luận sau, mình chưa thấy cây xuất sắc. Đấy. Cứ phải đứng ré rồi, nó khá là chật cái khu vực này à. Đấy, cho nên là đứng chồng mông lên ô tô tông đít. Rồi săn núi. Cứ làng nhà chả biết giá cả thế này, xinh xắn đó, cũng xinh xắn đó. Tí nữa ra hỏi giá sau. Hàng đẹp đấy. Mấy tiền đây, đại ca? 3 triệu rưỡi. Cái này kìa. Ở đấy mẹ. Ô tô tông tung đít giờ. Được, có cốt cán. Tay xách nhẹ 3,5 triệu. Hỏi một số cái cây có nét thôi, sạch sẽ, ổn định trồng. Đấy, có cốt cán. Tất nhiên nó thuộc xinh vui mắt thôi. Nó cũng là một cây hay ở trong số phiên hôm nay. Nó bán
Này là bao tiền đây? Nào đây? 5 triệu à? Không đến, 4 triệu thôi. 5 triệu. 5 triệu bán không? Tốt quá. 4 triệu. Xin chào mẹ. Vâng. Đấy không? Quảng cáo hàng đắt hàng thế. Cây này thì mấy triệu? Này chắc nhiều tiền hơn nhỉ? Ừ, cây này 6 triệu đấy. Triệu lá lật, chân móng rồng, xanh Nam Điệt. Sáu đồng. Cứ mải mải này chỉ ghê mà xe nó lăn phát vào lưng thì thôi. Nghỉ khỏe. Ngoài bên này nó bao tiền nhỉ? Cái bên này 4 triệu. 4 triệu. Cũng xinh xinh á. Điền này. Con điền này cũng được, vẫn là hoàn thiện rồi. Đấy, cây này xinh xắn. Xắn. Xinh xắn phết. Bác nào ở Bắc Hải đâu ra chơi cái này thì hợp. Chung cư ổn định chỗ, xinh xắn. Không cần quá nhiều tiền. 4 triệu. Đấy, ô tô đứng lúc ô tô nó không cần chết. Đấy, phải dễ dễ rồi. Dễ dễ vào đây. Thế ra chỗ này đứng cho nó rộng. Ôi dồi, nặng quá nhỉ. Đấy, đứng nép vào đây. Cái điền này cũng hay này. Tất nhiên nó không thành siêu phẩm được nhưng mà nó sao nó có tương lai thay một cái chợ đi, chợ này không hợp. Mặc dù nó là một cái chợ hay nhưng mà nó không hợp. Không hợp. Đã mịt mà không có. Đấy, con đấy hôm trước bảo bao nhiêu đấy đúng không? Trước bảo mười mấy nhỉ? 13. 13, à này 13 rồi. Hôm nay trở đi để vào lấy à? Hả? Đấy, là chỗ đông đông kia xem nào. Đông vui này xem nào. Đông này. Đông vui quá. Đông vui quá. Hà Lam á, bác đâu đây? Hà Lam á, Hà Nhân Giang Lam á. Có hai mà đi đi phơi vào một số thứ Hà. Là thế nào để bỏ hoa được con này? Đây, hôm nay đây. Bầm được cái lá này đi, không tưới luôn. Cứ mà không tưới cái đó héo rũ ra bắt đầu bị tím đi. Thì đâu mới ra hoa đó. Nó phải dựng hết là dựng cho ra hoa. Đây để bắt đầu mà hôm nay mang đi chỉ nắng về. Để nhiều nắng mà không? Hoa giấy mà ít nắng thì hoa kém lắm. Hoa giấy phải nhiều nắng mà. Đẳng cấp rồi. Cứ đó là cháy chân là. Nhưng mà thấy chơi quá đẹp luôn rồi. Đã có bán không để con giá tiền để đi về. Anh đi về đi về. Đi nào. Không được. Không phải mấy trăm được xong. Ờ đi về. Quần bán đi rồi. Không bán được. Thôi tí quay lại.
gì đâu mà. Đông lắm. Nhân biết đâu rồi. Ôi búp đỏ đấy. Chưa biết trả bao nhiêu mà không bán. Trả tới bao nhiêu rồi mà vẫn chưa bán à bà chị? Trả hai cây đó bao nhiêu rồi mà chưa bán? À bán rồi, tôi bán được. À thế à? Em bán bao tiền? Đây. Cái hoa giấy này đẹp. Thủy cảnh kìa. Ở đi về đi. Đá trơn, đá trơn, đá trơn. Đấy, đá trơn. Ôi ra. Ôi, cũng khá hay. Lâu lâu ấy, thấy cây ổn. Đấy. Bán cây gì nữa không? À bán cây đấy à? Bán cây nào chú? Hoa giấy. Bán cho bà vừa nãy à? Không, cho ông bạn. À. Ra đi là bao nhiêu đồng đấy chú? Hả? Bao nhiêu tiền đấy? Là 2 triệu rưỡi. Hợp lý. 2 đồng rưỡi. Giao lưu cho ông bạn. Này thì cây rồi các bác nhé. Không, không phải. Đó. Chứ không phải là cái khẩu cành dâm cây cá nghệ thuật. Đúng là của cây là hoa là bán thì sao? Em lấy cây xanh 5 điểm này. Không, bây giờ cái này khách tôi bảo 2 triệu. Anh em nói bà không thế. Anh em nói thôi giả đây ra đến gì cho nên bị bây giờ tầm tuổi lại mẹ làm lâu lắm cây đâu lắm làm cho con mà chơi cứ cây hơi mịn mịn dở tí giờ này chỉ cái hoa giấy này cũng mới nảy nhau phải kết cái hoa giấy kìa. Tiền. Cái ô tô đẹp thế này mà cũng tí tiền rồi. Bà biết. Đó. Thế là xôn rồi. Đây là mang cả cái to đi chỗ. Vì quá nhỉ. Ra đây đây vào hàng to. To đâu mấy cái này chở đi. Này thì bao nhiêu bán cái này cây này bao nhiêu tiền? Em là tầm 6 triệu. Đấy. Già quá. Già cây. Em ơi, như em ơi toàn quay đưa lên chúng ta cũng cả. Vâng. Cái ai không? Hôm nay gọi điện ở cái tiệm vi em nhớ không? Em không nhớ được, nhiều người gọi lắm. Đâu, anh gọi em bảo tán kiểu cái tiểu vi là hai mình biết. À thế à? À vâng. Em biết cái tiểu vi cũng nhớ không? Anh bảo cái tiểu vi nhiều người gọi lắm em cũng không nhớ. Dịt mà. Vâng, cảm ơn bác. Anh xem liên tục chương trình. Vâng. Cô em không đi được chợ đâu, ai ở chồng anh. À thế à? Mình ở đâu, nhà đâu đây? Đi hôm nay mình gặp. Hay quá. Dạ. Nhà toàn cây bonsai, cây nhỏ. Ờ, thế thì hay quá. Em cũng còn cây nhỏ nhỏ. Đang giá cây hồ đấy 800. Mình có thương mại hay là chỉ về chơi thôi? Chơi. À, thế hay quá nhỉ, hai vợ chồng hợp nhau đấy. Vui đấy. Mà ông chồng cứ bảo là đi, mà đi từ hôm đấy chưa gặp. Chưa gì, chưa gì. Có hôm nhìn cái gì nhỉ? Có cái cây gì mà anh đóng cao tan ra, cái tường vi hay sao nhỉ? Cái tường vi của lũ ở chúng ta chưa. À, đấy, cái mang đi. Anh đứng tan ra đấy. À, đây à? Ông ấy mang đi mà, em mang đi mà. Đưa cho ông anh chơi mà, thì ông ấy lại mang ra đây chơi. Ông anh biết rồi. Dạ. Lúc đấy là không phải còn là của em nữa. Lúc đấy là anh đấy. Dạ. Nhưng cây tiểu vi được mà cây à, đẹp. Cái hai bẹ đẹp. Bây giờ ấy ạ. Hôm nay ạ. Chơi thì phải. Như cái đi xấu, cái đấy nó không rẻ cái gì. Cái tiểu vi bán gì ạ? Rồi. Bán chưa ạ? Rồi. Bán mấy triệu ạ? Cây trực này á. Cắt cắt lùn là thấp tí là trực một thân là chính ở giữa hai chân hai bên này. À chưa. Cây em bảo 8 triệu anh. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Cây giá cao. Vẫn còn đang ở nhà. Mua mãi mới được mà. Mãi giá nó cơ mà. Chắc em không phải là người buôn nên nó như thế.
Thích thì vào em chơi. Dạ. Cây ở đâu? Cây ở ngay Tây Mỗ này mà. Cây để Trạch Tết là quê. Dạ. Đúng cả hôm đó có hôm đi cả Sơn Tây quay mãi ngay trên chợ Sơn Tây. À đấy. Chứ mình đi đâu nhiều nơi đấy chứ. Đi giao hàng trên đấy thì đạt ra vào thứ Nhật. Vâng. Hôm hôm vào thứ bảy Nhật thì à chủ nhật thì mới đạt vào. Còn Sơn Tây thì cũng có cây nhà đâu, mình ít cây. Vâng. Ít mua được. Đúng rồi, ơi xuân cây chả có gì. Đi chơi chơi thôi. Đi qua bên này. Rồi. Có dịp cứ alo em nhé. Rồi. Chào anh chị. Chúc mừng. Hai vợ chồng hợp nhau chơi vui đấy.